Tuyển ship ruột đấy à? Trung bình 100 đơn ngày luôn à? Vâng vâng vâng, được ạ. Được 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 ạ, vâng. Đấy, thấy chưa, tao bảo rồi, có sai đâu. Thảo ơi. Ơi, ngày mai trời lại sáng rồi. Cô bị sao đấy? Uống nước đi. Em cảm ơn chị ạ. Không hiểu sao hôm nay lại buồn nôn như thế. Cô bị thế này lâu chưa? Em mới bị được gần tháng nay thôi. Alo anh, chiều nay mình gặp được không? Anh đi công tác đột xuất mất rồi. Hết bận anh sẽ gọi cho em. Đừng gọi cho anh nhiều. Nhưng mà sao anh đi công tác em lại không được gọi? Thì anh có nhà đâu mà gọi. Thế nhá. Em mới đi khám á, có gì chịu. Thank you.